Đến 23 giờ ngày 14 tháng 10, Công an quận 1 vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ phát ra từ tầng 3 của nhà hàng món Nhật trên đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều tiếng nổ phát ra, một số thực khách và nhân viên của quán tháo chạy ra ngoài. Ít phút sau, đám cháy bao trùm tầng này, lửa đỏ rực cả khu phố. Nhiều người dân tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 1 phối hợp cùng phòng PC07 điều khiển xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ. Xe thang được dương lên cao dập lửa, lính cứu hỏa phải dùng búa phá mái tôn tiếp cận. Khoảng 15 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ việc không gây thương vong, song thiêu rụi nhiều đồ đạc tài sản. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.